cẩn thận. Qua đây mau, qua giúp một tay, giúp đỡ đi. Mau lên, bỏ xuống cẩn thận. Tránh ra. Tránh ra. A Văn, cô có sao không? Không sao ạ. Cô bị thương rồi hả? Anh qua đây giúp tôi. Đợi lấy giúp tôi. Từ từ thôi. Từ từ. Buông tay đi. A Văn, chúng ta đi nào. Anh tên là gì? Gọi tôi là Ali được rồi. Ali. Ly trong ly biệt. Cái tên này nghe hay đấy. Anh đã cứu tiểu thiếu gia nhà chúng tôi. Tôi sẽ nhớ tên anh. Đi. Lý Tử, cậu cũng dũng cảm đấy. Chán sống rồi à? Gì mà chán sống chứ. Đâu thể đứng nhìn thằng bé bị đè bẹp được. Ali, cậu biết đứa bé cậu vừa cứu là ai không? Sao tôi biết được? Cậu bé cậu vừa cứu là con trai độc nhất của ông chủ Hải, Hải lão đại, đường chủ của Hải Long Đường đấy. Đúng đó. Vậy sao? Cả bến tàu này đều là của Hải gia. Hải lão đại là đường chủ của đường khẩu lớn nhất tại Quảng Châu này. Ly Tử, lần này cậu lên đời thật rồi. Phải đó. Lên đời rồi. Sướng rồi đây. Phải rồi. Người phụ nữ đó là ai vậy? Đến cô ta mà cậu cũng không biết à? Cô ấy là em tôi của Hải lão đại. Người giang hồ hay gọi tứ cô nương. Đúng rồi, tứ cô nương. Bến tàu này cho cô ấy quản lý thay Hải lão đại. Việc này cũng không trách Ly Tử được. Khoảng thời gian cô ấy làm ở đây, tứ cô nương chưa đến lần nào, nên cô ấy mới không biết. Ly Tử, cậu biết không? Con người tứ cô nương trượng nghĩa lắm. Ở thành Quảng Châu này, cô ấy là nhân vật nổi tiếng vô cùng đấy. Mọi người nói phải không? Phải phải. Chẳng trách. Tôi thấy cô gái đó cũng mạnh mẽ lắm. Được rồi, được rồi. Giải tán đi. Làm việc thôi. Được rồi, làm việc thôi. Mau chóng làm việc, nhanh khẩn trương. Nào, làm việc thôi. Ly Tử, không bị thương chứ? Không sao, chuyện giặt thôi. Giỏi lắm đấy. Chờ nhận thưởng đi. Nào, làm việc thôi. Chú ý an toàn. Làm việc đi. Mau lên, khẩn trương. Nào. Thằng ranh này dám phá hỏng chuyện tốt của anh đây. Hôm nay ông đây sẽ giết mày. Các anh em, rút, đi.
Mau. Ly trong ly biệt.